Xin chào bác đã quay trở lại với kênh Chia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp đến từ thương hiệu Gian, mang cái model là TCR Combat Rush, một mẫu xe đua rất là đẹp của thương hiệu Gian, một thương hiệu đã rất là nổi tiếng và quen thuộc cho các bác chia xe. Về những chiếc khung vững, những cái chiếc khung có cái độ là chắc chắn nhất thế giới. Hôm nay về cái chiếc xe tông màu đỏ rất là thể thao, nước sơn chiếc xe thì còn rất là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ đó là đã qua quá trình sử dụng cũng như là xe bãi nhưng mà không thể tránh khỏi. Một trang bị cấu hình cũng rất là cao, là full một bộ group của Shimano Tiagra, này tầng bít và hai tầng đĩa cho chiếc xe có 20 tốc độ khác nhau. Trên phần ghi đông thì cũng được trang bị đuôi tay lắp của Shimano Tiagra, thanh 3 mảnh bánh 700c. Bộ vành Vuita bị vòng kính lỗ. Và bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 52 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là cũng là 52 cm. Chiếc xe phục cho các bác từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m80 thì phù hợp. Chuyển động của chiếc xe chúng ta thấy trên hình rất là mượt mà, chuyển động lên xuống các lít rất là êm ái. Chiếc xe bán lên mức giá chỉ có là 11.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Và các bác mua xe, các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ những chiếc xe khác của đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.